Thưa quý vị, sáng nay, Ban chỉ đạo chương trình 08 của Thành ủy về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025 đã họp giao ban Ban chỉ đạo. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng Ban chỉ đạo chương trình 08 Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà. Tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2024, có 25 trên 26 chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của chương trình 08 đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành. Đặc biệt có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch như tỷ lệ giải quyết việc làm, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ người thuộc diện bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp hàng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định, số giường bệnh trên 1 vạn dân, số bác sĩ trên 1 vạn dân, tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất. Tuy nhiên, chỉ tiêu tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe dự kiến không hoàn thành kế hoạch năm 2024. Hiện nay tỷ lệ này mới đạt khoảng 80%. Thảo luận tại hội nghị, thành viên Ban chỉ đạo và đại diện các sở ngành cho rằng, kết quả của chương trình 08 đến từ công tác chỉ đạo quyết liệt, rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Chỉ trong vòng 4 năm, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo ban hành tới 33 chính sách đặc thù, giải quyết được nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội của người dân thủ đô, có tác động lâu dài trong đảm bảo an sinh xã hội. Đại biểu cũng tập trung phân tích lý do, nguyên nhân và bàn giải pháp để thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe, phấn đấu để đạt mục tiêu 100% vào cuối năm 2025. Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của phụ nữ cả nước chào mừng kỷ niệm 94 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt truyền thống, tổng kết đợt thi đua đặc biệt biểu dương phụ nữ thủ đô tiêu biểu năm 2024. Tới dự có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, Phó trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội Phạm Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền. Nhìn lại chặng đường 94 năm qua, cán bộ hội viên phụ nữ thủ đô vô cùng tự hào về sự lớn mạnh không ngừng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong đó có những đóng góp tích cực của phong trào phụ nữ Hà Nội. Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô và 94 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các cấp hội phụ nữ toàn thành phố đã triển khai có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt, giáo dục truyền thống, hành động vì phụ nữ trẻ em, vì cộng đồng, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với niềm tự hào của những người phụ nữ thủ đô, khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm cao, mỗi cơ sở, mỗi cấp hội một công trình phần việc thi đua thiết thực, 770 công trình phần việc thi đua trong toàn thành phố đã được hoàn thành bàn giao. Dịp này, 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhiều tập thể và cá nhân được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội biểu dương khen thưởng. Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tôn vinh và trao tặng danh hiệu Phụ nữ thủ đô tiêu biểu năm 2024 cho 10 phụ nữ tiêu biểu trong các lĩnh vực. Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội khen thưởng cho 10 cá nhân đã tích cực tham gia công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Đồng thời trao hỗ trợ sinh kế cho 50 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 trong thời gian vừa qua. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 13, để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp chuyên đề này, Hội đồng Nhân dân quận xem xét thảo luận quyết định những nội dung dự thảo nghị quyết về lĩnh vực đầu tư công do Ủy ban Nhân dân quận trình hai nhóm dự án đầu tư công. Cụ thể như dự án cải tạo sửa chữa trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân cơ sở 1, dự án cải tạo sửa chữa trường trung học cơ sở Hà Huy Tập, dự án cải tạo sửa chữa trụ sở 96 Dương Văn Bé, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ phường Vĩnh Tuy. Nhóm thứ hai, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025, mục tiêu đầu tư và công tác giải ngân, căn cứ vào khả năng cân đối nguồn vốn của quận, tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thi công các dự án, Hội đồng Nhân dân quận xem xét về việc điều chỉnh bổ sung. Như vậy, trên cơ sở các báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân quận, báo cáo thẩm tra của hai ban Hội đồng Nhân dân quận, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao 16 dự thảo nghị quyết về lĩnh vực đầu tư công, gồm nhiều dự án quan trọng, góp phần cải thiện môi trường giáo dục, cải thiện hạ tầng kỹ thuật và diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống của người dân. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý. 15.000 sản phẩm gốm sứ Bát Tràng vừa được huyện Gia Lâm, xã Bát Tràng và các nghệ nhân trao tặng tới nhân dân và chiến sĩ huyện đảo Trường Sa. Dự buổi lễ có các đại biểu, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, chủ nhiệm câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng,
nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu, Chuẩn Đô đốc Chính ủy Vùng 4 Hải quân Ngô Văn Thuần. Các sản phẩm được thiết kế đa dạng họa tiết hoa văn như hoa sen, cúc hoa của Việt Nam, hình bản đồ đất nước, biểu tượng cột mốc chủ quyền biển đảo của quần đảo Trường Sa và dòng chữ Bát Tràng với Trường Sa. Chung sức vì mục tiêu bảo vệ chủ quyền biển đảo, toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp, các nghệ nhân và nhân dân xã Bát Tràng đã tích cực chung tay làm ra hơn 15.000 sản phẩm gốm sứ, tổng trị giá hơn 800 triệu đồng để dành tặng nhân dân và chiến sĩ huyện đảo Trường Sa, gồm 10.000 bát ăn cơm, 3.000 bát tô sứ, 4.000 đĩa các loại, 600 bộ ấm chén, 600 bình nước có nắp và cốc, 3.000 cốc có quai với màu men truyền thống và chất lượng tốt nhất. Đây là những việc làm ý nghĩa thiết thực, là tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Gia Lâm, xã Bát Tràng gửi tới huyện đảo Trường Sa thân yêu. Tại lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2024 diễn ra tối qua, Quỹ vì người nghèo thành phố Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ gần 28 tỷ đồng, tạo nguồn lực giúp người nghèo có cơ hội thay đổi cuộc sống. Những năm qua, cùng với những chính sách của Trung ương, thành phố và trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo an sinh và hỗ trợ giảm nghèo bền vững, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm bình đẳng về cơ hội phát triển của người dân thủ đô. Đặc biệt trước thềm kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 và Đại hội 10 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, niềm vui lớn đã đến với 714 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố. Sự quan tâm thiết thực của cả hệ thống chính trị và Mặt trận Tổ quốc các cấp đối với công tác hỗ trợ giảm nghèo đã giúp Hà Nội hoàn thành mục tiêu năm 2024 xóa 100% nhà xuống cấp cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Tuy nhiên, rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều, tính đến cuối năm 2023, Hà Nội hiện còn 690 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,03% và hơn 15.000 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,07%. Rất cần sự chung tay giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, tạo nguồn lực hỗ trợ an cư và sinh kế, tạo cơ hội để người nghèo vươn lên, thay đổi cuộc sống. Để Hà Nội không còn hộ nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, cùng với sự quan tâm và những chính sách thiết thực, nhân văn của thành phố, rất cần sự chung tay, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thay mặt Ban Vận động Quỹ vì người nghèo thành phố Hà Nội, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế ở Việt Nam tiếp tục chung tay giúp đỡ người nghèo, ủng hộ Quỹ vì người nghèo các cấp và ủng hộ các chương trình an sinh xã hội của thành phố với tinh thần chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Với tinh thần chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tại lễ phát động, Quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội của thành phố đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của 326 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cán bộ nhân dân với số tiền gần 28 tỷ đồng. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố tuyên dương vinh danh 16 tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố. Cũng tại lễ phát động, để kịp thời giúp người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3, Quỹ vì người nghèo thành phố đã trao kinh phí 13 tỷ 355 triệu đồng và hỗ trợ 280 hộ gia đình xây mới và sửa chữa nhà ở, trao tặng phương tiện sinh kế, công cụ sản xuất cho các hộ nghèo với tổng trị giá 3 tỷ 140 triệu đồng, gồm 95 xe máy, 54 bò sinh sản, 13 máy khâu, 1 máy tút lúa. Khi được nhận cái máy thì đó là nguyện vọng của chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã giúp sức cho chúng tôi tăng thêm thu nhập để cho chúng tôi được sang năm sẽ thoát khỏi hộ nghèo để tiến tới một tương lai cho các cháu ạ. Hôm nay tôi ra đây là được quỹ của người nghèo có tặng cho một con bò để sinh sản và nuôi cho được đẻ ra được con lựa thì tôi rất phấn khởi. Tháng cao điểm về người nghèo diễn ra từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2024, cần thêm nữa những tấm lòng nhân ái để có nhiều hơn nguồn lực và cơ hội giúp người nghèo thay đổi cuộc đời, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, từ đầu năm 2024 tới thời điểm này,
Bộ Giáo dục Đào tạo đã tiến hành kiểm tra 24 sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành về các nội dung liên quan lựa chọn sách giáo khoa, đặc biệt là vấn đề dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Cụ thể, trong năm 2024, Bộ đã ban hành kế hoạch kiểm tra, trong đó có nội dung kiểm tra tại 24 sở giáo dục đào tạo về thực hiện nhiệm vụ giáo dục, lựa chọn sách giáo khoa, dạy thêm, học thêm. Bên cạnh đó, Bộ cũng thực hiện thanh tra chuyên ngành một số cơ sở giáo dục đại học, triển khai kế hoạch thanh tra kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 ở các khâu chuẩn bị, coi thi, chấm thi. Về vấn đề dạy thêm, học thêm, Bộ cho biết việc quản lý hoạt động này ở các địa phương hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Vì vậy, Bộ tiếp tục đề xuất đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17 năm 2012 của Bộ, đảm bảo sự phù hợp, thuận lợi cho công tác quản lý hoạt động này trong và ngoài nhà trường. Tại Hà Nội, một số trường học đã có những cách làm sáng tạo để đưa dần ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo lộ trình và tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể. Tại ngôi trường này, thứ năm hàng tuần được chọn là ngày ngôn ngữ. Học sinh đến trường sử dụng ngôn ngữ mình được học để giao tiếp, trò chuyện, giao lưu với các bạn trong tất cả các hoạt động, giờ nghỉ và giờ ra chơi. Cách làm này nhằm khuyến khích học sinh tự tin và tự nhiên hơn trong khi giao tiếp bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ. Ngày ngôn ngữ thì con rất cảm thấy rất là vui và háo hức, bởi vì trong ngày ngôn ngữ này con sẽ được đem những thứ con đã học ở trong sách vở ra ngoài đời thực, áp dụng và sử dụng ngôn ngữ thứ hai của mình để nói chuyện cùng các bạn, và điều này làm con cảm thấy rất là thú vị. Toàn trường các con sẽ sử dụng ngôn ngữ thứ hai mình được học trong toàn bộ cuộc sống hàng ngày. Ở trong đó các thứ tiếng được sử dụng là tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Nhật. Chúng tôi thấy là ngày này thực sự rất là bổ ích với các con. Qua 4 tuần thì cái việc là các con phát triển về ngôn ngữ và cái nhiệt huyết khi mà con sử dụng ngôn ngữ thứ hai nó tăng lên rất là nhiều so với các tuần đầu tiên. Các con hoàn toàn có thể thoải mái nói chuyện với nhau và các ngôn ngữ về các chủ đề mà thầy cô đưa trước, các con tìm hiểu sẵn các cái từ vựng để phát triển từ vựng theo chủ đề như vậy. Ngoài ra thì mục tiêu cuối cùng của Trương Vương vẫn là để các con có thể trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai. Để tiếng Anh hay bất kỳ thứ tiếng nào trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học thì cần phải có lộ trình nhất định. Trong đó quan trọng là xây dựng môi trường để học sinh có được sự phản xạ tốt, sử dụng ngoại ngữ thường xuyên. Ở trường thì bọn con sẽ nói chuyện với các thầy cô giáo, nói chuyện với các bạn bằng một ngôn ngữ khác. Thì như là lớp con là con sẽ nói tiếng Anh ạ. Và vào ngày thứ năm đó thì con sẽ quay các cái vlog nhỏ để vào một cái ngày ngôn ngữ. Bọn con sẽ đi phỏng vấn khắp trường về một chủ đề nào đó bằng tiếng Anh để có được cái tương tác giữa được nhiều người hơn ạ. Ngày ngôn ngữ là một ngày rất là đặc biệt đối với con, nó giúp con có thể phát triển khả năng giao tiếp ở trong tiếng Anh, và sau đó con có thể hỗ trợ những bạn rụt rè không nói được tiếng Anh để cho các bạn cảm thấy vui hơn và không bị nhút nhát nữa. Xây dựng thói quen sử dụng ngoại ngữ thường xuyên cho học sinh, các trường học trên địa bàn Hà Nội đã có những cách làm khác nhau để giúp học sinh giỏi ngoại ngữ. Sáng nay 17 tháng 10, sau gần một tháng xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân TP.HCM bắt đầu ra bản án đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị cáo, đồng thời xử lý khối tài sản kê biên để bồi thường cho gần 36.000 trái chủ. Trải qua gần một tháng xét xử, hội đồng xét xử đã làm rõ nhiều nội dung liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Trong vụ án này, Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, được xác định vai trò chủ mưu và bị truy tố về 3 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Phát biểu quan điểm luận tội trước đó, cơ quan công tố ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ, thái độ chuyển biến của bị cáo Lan, ý thức khắc phục hậu quả. Nhưng do tính chất mức độ của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vẫn cần thiết áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc đối với bà. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bà Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 đến 13 năm tù về tội rửa tiền, 8 đến 9 năm tù về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Căn cứ vào tính chất, vai trò, hành vi và mức độ sai phạm, nhận thức, 33 người khác bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 2 năm tù đến 27 năm tù.
Thưa quý vị, liên quan tới vụ cháy kho xưởng rộng 9.000m2 tại ngõ 124 Vĩnh Tuy, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, giáp danh với phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Đêm qua, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết cơ sở thuộc diện phải điều chỉnh và phải khắc phục các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Cụ thể, kho hàng hóa xảy ra hỏa hoạn nằm trong trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Kinh doanh Thiết bị Hà Nội. Cơ sở được đầu tư xây dựng từ năm 1973. Trước đó, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 16 tháng 10, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 về vụ việc. Đơn vị đã xuất 3 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó, lực lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy của Công an các quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Ba Đình, đội khu vực phòng PC07, Công ty Nước sạch Hai Bà Trưng và một số doanh nghiệp tham gia chi viện. Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 17 tháng 10, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục phun nước làm mát, dập tàn thêm một khoảng thời gian để đảm bảo lửa không thể bùng phát trở lại. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy không gây thiệt hại về người. Về tài sản, hiện doanh nghiệp đang tiến hành thống kê. Song kiểm đếm ban đầu cho thấy đám cháy thiêu rụi khoảng 370m2 diện tích kho xưởng, trong đó có hàng hóa. Trong quá trình dập lửa, phải phá dỡ tường rào, ảnh hưởng đến các kho xung quanh. Theo Công an quận Hai Bà Trưng, cơ sở xảy ra hỏa hoạn thuộc diện phải điều chỉnh và phải khắc phục các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo nghị quyết số 05/2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Công an quận đã kiểm tra hướng dẫn khắc phục theo lộ trình cam kết. Công an quận Hai Bà Trưng đề xuất lãnh đạo Công an thành phố giao Công an quận Hoàng Mai thụ lý, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền. Thưa quý vị, mặc dù cầu Đuống đã có giới hạn về tải trọng và kích thước phương tiện, tuy nhiên nhiều xe quá khổ quá tải vẫn bất chấp để lưu thông qua đây. Điều này đang trực tiếp ảnh hưởng tới kết cấu, độ chịu lực của tuyến giao thông bắc qua sông Đuống, vốn đã xuống cấp nhiều năm nay. Hành vi vi phạm này đã bị lực lượng thanh tra giao thông thành phố tập trung xử lý. Có trường hợp tổ công tác phạt tới gần 50 triệu đồng vì không tuân thủ an toàn giao thông cầu đường. Chiều cao phương tiện giới hạn là 3,2m, tải trọng không quá 13 tấn. Đó là yêu cầu đối với các xe lưu thông qua cầu Đuống. Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều trường hợp bất chấp quy định này để di chuyển qua cầu. Như phương tiện bị đội thanh tra giao thông cầu đường bộ tiến hành kiểm tra này, qua cân trọng tải, xe vượt tải trọng cầu ở mức trên 20%, tổng mức phạt đối với cả doanh nghiệp, chủ xe và người lái là gần 20 triệu đồng. Đối với em thì cái mức phạt này nó quá nặng. Để làm vậy để cho lần sau mọi người tránh trường hợp này và lần sau cũng rút kinh nghiệm. Vậy nhưng đây chưa phải trường hợp bị phạt nặng nhất trong ca làm việc của đội thanh tra giao thông vận tải cầu đường bộ. Qua đo thành thùng, ô tô tải này vượt chiều cao cầu cho phép 30cm. Theo Nghị định 100, mức phạt cả lái xe và doanh nghiệp vận tải lên tới 46 triệu đồng. Lúc này, có rút kinh nghiệm cũng đã quá muộn. Bây giờ lái xe thì đi lái thuê nhiều lúc mình không để ý, mình bị phạt thì mình phải chấp nhận ấy. Nếu mà như bọn em lái thuê này là phạt bây giờ, phạt bọn em rất cao. Chỉ trong hơn 2 giờ làm việc, hai tổ công tác đã phát hiện xử phạt tới 6 trường hợp vi phạm lỗi quá khổ quá tải. Theo Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ, mức xử phạt vi phạm hành chính với hành vi quá tải trọng, quá khổ cầu đường hiện ở mức rất cao. Song, do muốn di chuyển ngắn, rút ngắn quãng đường, nhiều lái xe doanh nghiệp vẫn cố tình vi phạm, đồng thời áp dụng nhiều hình thức tránh né kiểm tra xử phạt. Họ biết là cái chế tài xử lý của họ nặng, vì vậy là họ cũng có những cái hình thức là đối phó, hoặc là họ trốn tránh, hoặc là họ di chuyển vào những cái giờ buổi tối, hoặc là ban đêm, hoặc ban ngày để họ cho những người theo dõi. Khi mà không có bóng dáng lực lượng chức năng làm việc thì họ vẫn cố tình vi phạm. Cầu Đuống vốn đã xuống cấp nhiều năm gần đây. Đợt bão lũ vừa qua, hạ tầng cầu Đuống càng chịu nhiều tác động. Do vậy, kiểm soát nghiêm tải trọng, khổ giới hạn phương tiện khi qua cầu và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sẽ là biện pháp quan trọng để bảo vệ kết cấu, chịu lực của cầu. Qua đó đảm bảo an toàn giao thông cho dòng người và phương tiện mỗi khi qua cầu Đuống. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng trước Quốc hội nước này. Trong bài phát biểu trước các nghị sĩ, ông Zelensky khẳng định giải pháp chấm dứt hơn 2 năm xung đột Nga-Ukraine không phải là một cuộc trao đổi lãnh thổ hoặc chủ quyền của Ukraine.
Theo đài RT, tại phiên họp bất thường của Quốc hội Ukraine, Tổng thống Zelensky đã công khai 5 điểm của kế hoạch chiến thắng, bao gồm lời mời vô điều kiện Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, cũng như cho phép Kiev tiếp tục đột kích vào lãnh thổ của xứ sở Bạch Dương. 3 điểm còn lại trong kế hoạch chiến thắng hiện vẫn được giữ kín, nhưng chính quyền Tổng thống Zelensky được cho là đã chia sẻ nội dung với các nước đồng minh. Phản ứng về điều này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky phi thực tế, trong khi Điện Kremlin cho biết còn quá sớm để bình luận chi tiết về kế hoạch chiến thắng của Ukraine, nhưng Kiev cần tỉnh táo và nhận ra sự vô ích của các chính sách mà họ đang theo đuổi. Chính phủ Mỹ vừa công bố gói viện trợ mới trị giá 425 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó có vũ khí phòng không, thiết giáp và đạn pháo để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Kiev. Thông tin này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, gói viện trợ gồm đạn cho hệ thống phòng không NASAM, tên lửa đối không Rimbey và Stinger, đạn cho tổ hợp HIMARS, đạn pháo 155 và 105mm, xe đa dụng Humvee, tên lửa chống tăng tàu và AT-4 cùng một số khí tài khác. Gói viện trợ được triển khai theo quyền điều chỉnh nguồn lực Tổng thống PDA, đạo luật cho phép chính phủ Mỹ rút trực tiếp vũ khí trong kho để chuyển cho đối tác trong trường hợp khẩn cấp mà không cần Quốc hội thông qua. Nhà Trắng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp tên lửa phòng không, đạn pháo, xe thiết giáp và phương tiện cơ giới cho Ukraine trong những tháng tới. Cũng theo Nhà Trắng, Tổng thống Biden sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến với các đồng minh của Ukraine vào tháng 11 trong nỗ lực củng cố sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế dành cho Kiev trước kịch bản cựu Tổng thống Donald Trump đắc cử cuối năm nay. Mỹ công bố gói viện trợ trước thềm chuyến thăm Đức của Tổng thống Joe Biden, trong đó tình hình Ukraine sẽ là chủ đề thảo luận chính. Mỹ là quốc gia hậu thuẫn Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi xung đột tại nước này bùng phát cuối tháng 2 năm 2022. Chính quyền Tổng thống Biden đã cung cấp cho Ukraine khoảng 175 tỷ đô la Mỹ viện trợ về quân sự và kinh tế.